Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube mình. Trong clip này mình sẽ chuẩn bị đi Đà Lạt nha các bạn. Thì cái đoạn đường của mình đi từ Etiu-Chư Quynh Đắk Lắk lên thành phố Đà Lạt Lâm Đồng, đi qua quốc lộ 27. Thì trong cái chuyến đi lần này của mình thì mình sẽ review cho các bạn chi tiết hơn về cái cung đường mình đi. Thì mời các bạn theo dõi cái video của mình nha. Hiện tại đang ghé đổ xăng nha các bạn, xăng còn cỡ 1/4 bình. Mình sẽ đổ đầy bình, thì đổ đầy bình này chắc cỡ khoảng 50.000 các bạn, thì trừ cái xăng này ra là cỡ 50.000, còn nếu mà hết thì cỡ 65.000 nha, 65-70.000 bình xăng này. Hôm nay đi khá là đông luôn, vô chờ đổ xăng cũng hơi lâu. Giờ là 9 giờ 15 phút ngày 6 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 15 tháng chạp năm 2022 âm lịch nha các bạn. Hiện tại mình đang đứng ngã ba chỗ đi thị trấn Krông-ma và Liên Sơn nha các bạn. Thì chỗ này nếu mà rẽ bên trái đi qua Krông-ma thì 15 cây nữa, còn đi tới Liên Sơn thì 16 cây. Thì trời hôm nay nó thời tiết nó không ủng hộ cho lắm các bạn. Nó hơi sáng nay mình đi thì nó hơi mưa phùn nhẹ nhẹ nha. Mình dừng lại mặc áo mưa thì tiện thể mình review cho các bạn luôn. Hồi sớm giờ thì đi mới có được khoảng nửa tiếng thôi các bạn. Thì khi mà các bạn đi tới hết cái đoạn Kim Châu cũng như là tới cái đồi Đức Mẹ, giữa cái Kim Châu và đồi Đức Mẹ thì có các cái trạm cảnh sát giao thông, nên là các bạn đi chú ý tới tốc độ và phân làn nhé, đi không có vượt làn ẩu nha các bạn, đi vượt làn phải xe nhanh cũng như là giữ đúng tốc độ nha các bạn. Bây giờ mình đang đứng ở vị trí cách thành phố Đà Lạt cỡ 160 km nha các bạn. Thì chuẩn bị đi qua cái khu vực cánh đồng này là tới Liên Sơn nha. Mùa này thì người ta đã bắt đầu gặt và có một số ruộng thì người ta bắt đầu xuống giống rồi các bạn, nhìn rất là đẹp nha. Đó, bên kia mạ non xanh mướt nha. Thì mình vừa mới vượt qua khỏi cái đèo Đắc Nê mà chạy thêm khoảng vài chục cây nữa thì chuẩn bị tới cái cầu bắc qua cái hồ chứa nước thủy điện của huyện Lắc nha các bạn. Thì cái đoạn từ sau khi mà các bạn đi qua khỏi thị trấn Liên Sơn thì các bạn nếu mà xe nó hết xăng, cũng như là bên phía Lâm Đồng qua thì khi mà tiếp giáp Đắk Lắk, khi mà xe gần hết xăng thì các bạn nên đổ xăng nhé. Chứ cái đoạn từ Đắk Nê qua tới chỗ bên Krông-nô này nó rất là vắng ha. Đường thì đẹp lắm các bạn, đường đèo nó đẹp, tuy nhiên là mình không có camera, cái cam action cam gắn trên mũ để quay cho các bạn xem được, nên là mình không có dừng lại mình quay giữa đèo được các bạn. Dừng lại, cái việc dừng lại giữa đèo quay phim nó rất là nguy hiểm nha. Thì mình vừa mới tới này còn một khúc nữa, vài cây nữa thì mới tới được cây cầu đó, thì chuẩn bị qua khỏi cầu đó thì mình dừng nghỉ lại để ăn trưa nhé các bạn, rồi mới tiếp tục hành trình đi tiếp nha. Nguyên cái đoạn đường từ bên Buôn Ma Thuột qua tới cái hồ này thì đường rất là đẹp các bạn. Nhưng mà kể từ sau khi mà các bạn đi qua hết cái địa phận của Đắk Lắk thì qua bên Lâm Đồng thì đường rất xấu nha. Đây là cầu số 22 nha các bạn. Thì hai bên đường người ta bán cái cá phơi khô rất là nhiều. Bạn nào có sở thích ăn cá khô thì có thể ghé lại ủng hộ nha.
Thì tính ra lúc sáng mình đi 9 giờ, giờ là 11 giờ nha các bạn. Hiện tại mình đang dừng lại ngay chỗ cái hồ thủy điện nè, lòng hồ thủy điện chứa nước này các bạn, để nghỉ ngơi ăn cơm cỡ chừng 15 phút rồi mình mới tiến hành đi tiếp nha. Thì lúc sáng mình vừa mới xuất phát ra khỏi nhà thì trời nó có mưa lâm râm một đoạn cũng khá là dài. Mình đi cỡ chừng đâu 3-40 cây số thì nó mới hết mưa nha các bạn. Thì từ đó tới giờ thì nó tương đối là trời nó âm u, nhiều mây, có gió, trời rất là đẹp, thuận lợi để đi phượt nha các bạn. Thì cái đoạn đường đi nó cũng tương đối rất là đẹp đó. Bây giờ là 12 giờ ngày 6 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 15 tháng Chạp năm 2022 nhé các bạn. Hiện tại thì mình đang đi sắp hết huyện Đam Rông của tỉnh Lâm Đồng rồi. Thì nói chung là do buổi sáng nay mình đi cũng tương đối muộn, 9 giờ xuất phát thì gặp trời mưa, với lại là sợ công an nên là chạy tương đối chậm. Với lại là trời mưa mặt đường có trơn, nó chạy cũng hơi chậm, và mình vừa chạy mình vừa quay phim á, nên là nó thời gian nó không phải delay cũng tầm đâu 45 phút nha. Bây giờ là 12 giờ rưỡi nha các bạn. Trưa ngày 6 tháng 1 năm 2023, mình đang đứng ở trên đỉnh đèo Chuối. Mình vừa mới vượt xong đi qua cái con đèo nó cũng khá là dài nha các bạn. Thì cái đoạn đường đi từ Đắk Lắk lên Đà Lạt nó có rất là nhiều đường đèo, đèo dốc quanh co rất là nhiều. Nếu mà bạn nào mà đam mê phượt cũng như là thích những cái cung đường mà nó ôm cua rồi đó, thì cái cung đường này đi cũng rất là đẹp. Tuy nhiên là cái đoạn từ Đam Rông đi qua Lâm Hà nó hơi xấu nha, nên là các bạn bỏ qua cái đoạn đó thì hầu như toàn tuyến là nó ok, nhưng mà chỉ có một khúc cỡ chừng mấy chục cây là nó hơi xấu nha. Giờ là 2 giờ chiều nha các bạn. Đang dừng ở Lâm Hà ăn cơm. Cơm bụi ăn trong lô cà phê nhà người ta mà có con chó ra nó làm quen nè. Cún mà không biết lạ người nè. Ăn mày. Sương nè. Từ cho ăn nè. Ăn đi. Chỗ mình đang dừng nghỉ trưa ăn cơm đây là chỗ đã đường Lâm Hà nhé các bạn. Thì từ chỗ này lên trên thành phố Đà Lạt thì còn khoảng đâu cỡ chừng 65 cây nữa. Thì ngay chỗ cầu đã đường các bạn ly thì nó có ngay ngã ba là quay ngược xéo lại đó, là các bạn có thể đi theo đường đó là để lên đường đèo Tà Nung. Lên cái đường đó thì rất là đẹp nha các bạn. Hoặc là các bạn đi đi thẳng. Nếu mà các bạn đi thẳng thì sẽ đi đường đèo Friend hoặc là đèo Mimosa nhé. Ngay chỗ ngã ba này nó có cái đoạn mới mở nha các bạn, là trước giờ là mình hay đi phía bên phải này, là đi ra là sẽ tới ngã ba Liên Khương, mình sẽ quay lên lại ngay chỗ ngã ba Phnom. Còn bây giờ là thay vì đi bên phải này thì mình đi thẳng luôn là sẽ tới ngã ba Phnom trong vòng 6 km nữa nha các bạn. Thì lúc trước là nó chưa có cái đường tránh ngã ba Liên Khương này các bạn, là phải chạy qua bên kia rồi mới đi ngược lên lại Đà Lạt. Giờ nó có đường tránh, nó băng có cầu vượt, nó băng ngang qua cao tốc Liên Khương luôn nha. Thì nói chung là rất là ok luôn, chạy đường này rất là đẹp luôn các bạn. Thì ngay cái đoạn này trước giờ nó là ngã ba Phnom nha các bạn, là mình đi xuống kia là để đi xuống Phan Rang, đi xuống đèo Sông Pha, Đơn Dương. Còn bên này là Đức Trọng, còn bên kia Đà Lạt. Nhưng mà bây giờ là nó nối theo cái đường bên này, nó nối theo cái đường tránh này để xuống quốc lộ 27 rồi, nên là chỗ này giờ nó thành ngã tư rồi nha các bạn. Bây giờ là 3 giờ rưỡi chiều ngày 6 tháng 1 năm 2023 nha các bạn. Mình đang có mặt tại chân đèo Prenn. Nói chung mình vừa đi xe mình vừa quay phim nên là đi hơi chậm nha.
Bình thường 9 giờ đi là phải khoảng 2 giờ 2 rưỡi chiều là tới trên trung tâm thành phố Đà Lạt rồi. Nhưng mà giờ hiện tại 3 giờ rưỡi là vẫn còn đứng ở dưới chân đèo Grand nha các bạn. Thì đèo Grand xưa giờ nó vẫn là cái ký ức đẹp, vẫn là cái cung đường đèo đẹp nhất của thành phố Đà Lạt. À, khi mà đèo Mimosa nó có mở là phía hướng bên dưới kia là đèo Mimosa cũng lên thành phố Đà Lạt, nhưng mà nó không có đẹp. À, đi đó thì ít ít người muốn đi, à, nên là đa phần người ta đi đèo Grand nhiều hơn. Mà sau này có dự án nâng cấp mở rộng đèo Grand thì mình không biết là nó có còn giữ lại cái nét đẹp như hiện tại không nha các bạn. À, sau này thì có thêm đường đèo Tà Nung để đi tránh xuống giảm tải cho cái tuyến đường đèo này. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi thẳng lên thành phố Đà Lạt nha các bạn. Rồi ok các bạn ơi, mình vừa đặt chân tới đầu đường 3 tháng 4 thành phố Đà Lạt, và phía bên kia là bến xe Phương Trang, bến xe liên tỉnh thành phố Đà Lạt nha các bạn. Còn bên này là đồi Đống Đa, à, phía bên trên kia thì nó có cái gì đó, cổng trời Đà Lạt, à, bất động sản gì đó vân vân. Mà hồi giờ cũng chưa leo nó nên là không không biết được các bạn. Thì hồi xưa thì mình mới lên Đà Lạt thì mình ở trên cái số 01 Đống Đa trên dốc đi lên dốc treo các bạn. Rồi ok các bạn, mình vừa mới đặt chân lên tới thành phố Đà Lạt vào lúc 3 giờ rưỡi chiều ngày mùng 6 tháng 1 năm 2023. Thì kết thúc cái hành trình chuyến đi bằng chiếc xe máy và xe Honda Way RSX của mình. Thì cái xe này mình chạy 10 năm rồi, mỗi lần đi thì chỉ có kiểm tra thắng rồi kiểm tra nhớt rồi đổ xăng và đi thôi các bạn. Một người đi thì tốn khoảng 4 lít xăng nha các bạn, có nghĩa là khoảng chưa tới 100.000. Nhưng mà nếu mà hai người đi leo đèo leo dốc nhiều thì tốn chắc cỡ hơn 100.000 tiền xăng xíu. Thì đi du lịch bụi, đi phượt thì nó rất là rẻ thôi. Với chi phí 100.000 tiền xăng thì đi thoải mái 200 km nha các bạn. Nếu mà cái vòng về thì mình đổ đèo thì có thể là cái tiền xăng nó bù qua bù lại thì nó giảm nhiều hơn nha. Còn đây là toàn là leo đèo, trải qua tới 4 cái đèo, đó là đèo Đắc Nê này, đèo Chuối, rồi tới đèo Phú Sơn, rồi mới lên tới đèo Ven. Ngoài ra thì còn có nhiều cái đoạn đường đồi dốc cũng như nhiều khúc cua quanh co vân vân, rất là nhiều các bạn. Ơi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn yêu thích nội dung video này thì hãy nhấn kênh đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình, đồng thời nhấn like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem nhé các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Thì cái đoạn đường đi nó chỉ xấu ngay cái đoạn giáp ranh giữa Đam Rông và Lâm Hà đó các bạn, còn lại hầu như là cái tuyến đường đi là đối với xe máy thì đi ổn, đi ok. Về cái đường thì đường xá thì cho cỡ 7 điểm rưỡi trên 10 điểm nha. Nếu mà nguyên tuyến nó đẹp hết thì cho 10 trên 10 luôn. Hồi xưa thì nó đẹp nhưng mà giờ nó lâu quá rồi, người ta cũng không có sửa chữa gì nhiều, nhưng mà hầu như đa phần là đoạn đường đẹp các bạn. Thôi mình kết thúc video tại đây nhé các bạn, hẹn lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye.